Mình với lại anh em góp chia sẻ xin chào ở nhà. Chào ở Chào nhà. nhà. Hôm nay là ngày chủ nhật, lại làm mấy anh em qua bên vú đốn dừa. Mà đốn dừa bắt đuông nha các bạn. Tại vì lát nữa sẽ có nhiều anh em tới hội quán á, thì mình cũng muốn có một chút quà. Bắt được mấy con rồi đây. Đây thì thường là chủ nhật mình sẽ kiếm ít quà, một số món chiêu đãi gửi tới các anh em tới hội quán ủng hộ các bạn. Đây là mấy con đuông dừa các bạn thấy không? Trời ơi ăn rất là ngon, chung là mình cho nước mắm luôn các bạn, để sống cho nước mắm luôn rồi ăn thôi, béo lắm. Tại vì mấy cây dừa này mà mình không chặt đi á, mấy con nó có đuông không chặt đi cái là nó bay qua cây khác à, nó nhanh lắm các bạn. Mà để già già xíu có chặt hoài hả? Được rồi đó, đẩy qua bên đây. Bà con qua đây, bà con. Bà con em qua đây đẩy không? Em đẩy qua cái nó rớt xuống kia. Hà hà xuống ra. Em sợ nó rớt xuống tập lại á. Quá chuẩn luôn. Khiêng mà tránh đi. Khiêng qua bên đây nè. Bên đây dễ bắt hơn. Mà khó khiêng á. Nặng ấy mà nhẹ đâu. Anh nói nặng mà. Kéo lên. Mày kéo tao bung lên. Tao bung mày kéo. Gì hả? Rồi. Thế này không công? Em kéo coi, kéo nó chui vào không? Ui, cái răng hay gì đây đã? Cái đuôi. Nó. Lấy vậy? Cho nó chui ra luôn, bóc nó làm chui vô lại. Khi nhập trẻ nhập nhập. Để con nữa nè. Đâu? Hai con luôn nè. Đâu? Ồ, ngon nè. Con này ngon nè. Nó quay cái đầu ra kìa. Nó quay đầu ra kìa. Mày hết chui như mày. Nó chui vô lại mày ơi. Kéo ra. Đẩy cái đuôi nè. Đẩy nó lên, đẩy nó lên. Đây. Rồi, trời ơi con này mập chưa? Con mập bự bự luôn các bạn. Trời ơi. Con này mới mập nè bên. Hả? Con này mới mập nè. Ngon luôn. Đã thì cái ha. Chấp cổ. Ôi con mập mập bự bự không, hôm nay con bự không à? Vũ ơi. Hôm nay con bự bự không à? Thế nó rớt không? Kéo hả? Không. Mẹ đã có rồi con. Mẹ nào cũng có hết á. Trẻ trẻ trong có hết rồi. Thôi qua được rồi. Có. Đó. Rồi, anh thấy không? Con cần con mập bư bư hư chú Năm. Năm muốn mày hả?
cái nào cũng coi nó có cái dấu lồn lõ nè nè, như cái này này là có nè, mau mau nữa mấy cái lỗ hang đó là nó đó. Vũ đang pha cà phê cái đó ngon đó bà con, bạch bạch chén là nó cũng có. Đi à? Đi xuống dưới à? Đây đây đây. Con nhỏ. Con này là ngon rồi. Ê, từ 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 bà con. Ở đâu? Chợ miếng giáp kìa. Gỡ miếng giáp ra bắt nữa. Con này cũng mập mập hơn các bạn. Mặc dù mấy con này nhỏ nhỏ mà con này cũng mập hơn. Đây nè, nó nằm trong mấy cái kén này các bạn. Nhưng mà không biết là con này chắc non. Đó. Cái nó thích. Thì nó còn nhỏ như này mà lúc mà nó già cái đít nó mắc cười à. Rồi các bạn. Chặt dưa vô chuột. Chặt chặt dưa chuột, cái chừng nước đít là lắc ba dịch lắc vòng kìa các bạn. Đúng rồi luôn. Từ nha, chặt phải để ý nhau nha. Đó, rồi xong. Không sao hết. Một đứa chặt một đứa trẻ đi, đừng chuột. Chuột chặt xong cái đó rồi mang ra luôn. Ba công chặt đi một thằng thôi. Hai thằng trẻ lấy bẹ là dễ ăn đòn lắm. Rồi, và chuột mang cái đó miếng cái da trẻ đi. Bà công trẻ mấy cái đưa cho hẹ. Hả? Quán được. Mấy con đó thì mấy cái con mà ngon ngon thì lát nữa mình tặng cho mấy anh em. Còn mấy con này mình để lại mình ăn thôi. Mấy con già. Nó già thì nó mất ngon các bạn. Ở đây đây từ. Đó, đây là nó già rồi các bạn. Nó về nó mọc cánh nó bay à. Là nó bay qua cái cây dừa khác á. Bay qua cây dừa khác bắt đầu là nó ăn tiếp. Cho nên là mấy con dừa này mình phải tiêu diệt nữa. Chừa lại khoảng một con thôi. Bắt đầu mình dục qua cây dừa khác à. Nó chơi hơn các bạn. Không chừa phải chặt đi. Mai này chừa phải chừa cặp phải đủ bên này. Thôi ơi. Gì? Chừa phải chừa cặp phải đủ. Nói chứ nó bay nhanh lắm em ơi. Nó đã có con dừa nó bay đi à. Ghê lắm. Đó, con này mới giữ nè. Rồi, giữ hết rồi. Không sao. Củ còn không? Còn. Cái chấm ăn hết rồi. Chưa. Cái chấm này nó ăn rồi. Đó. Cái non mà mấy cái con già ít là còn à. Đây là Vũ rồi cả nhà. Lâu rồi Vũ ra không lên màn ảnh nhỏ. Chào cả nhà. Đây, mấy chó con đẹp dễ thương luôn các bạn. Nhìn cưng ở Vũ ha. Giống mấy cục bông gòn á. Ừ. Đây, xuống đi thôi. Không không, cái này sờ hơi nha. Không không có làm gì hết nha. Bạn đừng có da súng mình cái mệt lắm. Mượn cưng mà. Người quen, người nhà. Mượn mình cưng miếng thôi, chứ đâu có làm gì bé đâu. Dễ thương quá ha Vũ ha. Này chó xù à? Chó xù. Nó lấy giống đâu nó đẻ ra được ba đứa xù. Thì nó là chó xù mà. Để chứ hổm nè nó đẻ ra con này có xù đâu nè đó. À, con đó đâu có xù. Ừ, hổm đẻ ba đứa đâu có xù. Đẹp ha. Mấy đứa có đứa nào uống cà phê không? Đó, ly cà phê của con rồi, tao uống chung được rồi Vũ. Ừ, con ly sao uống rồi. Được rồi, uống. Dạ, bây giờ con đó, tưởng bắt con đó. Vô chuột. Ây da.
Cái gì á? Đây là kia chặt nghe bạc dừng lại, cái này kêu ai da. Tám ảnh bằng bao công luôn mà. Nghe bữa nó ngồi đây, nó chặt nghe cái keng. Bây giờ quất vô cái chân nó mình nghe cái cốc. Rồi sao hiểu luôn. Rồi nó ra đứng hình luôn. Lúc đó bà công kêu mọi thứ sao ta đều dừng lại hết rồi bà công. Từ thôi à. Mở mắt rồi nè. Mở mắt rồi. Dễ thương quá. Mặt nó tròn quay vậy hả? Sao mặt con mẹ nó không tròn mà sao mặt nó tròn dữ vô. Rồi bé đi. Rồi nè nè. Nó gương ha. Lên nó bữa nào tao bỏ vô tao bỏ vô bay vô trong cái rổ tao chụp tao tao đưa lên mạng. Ê. Ôm mẹ đi. Ờ bú kìa. Coi mẹ. Mày xuống đây. Đâu cũng bú được. Chạy mẹ chạy. Con bú dữ quá. Đâu. Ôi con này con thấy ú ì luôn. Trời ơi. Ôi ôi. Đó đó. Môi nó ra. Được. Đó. Từ từ giờ môi nó ra. Róc cái đó. Ngược lên nhìn nè là nó bung ra, róc cái lấy cái dao. Để mà ra. Mình ô, cây này nó chưa đi rồi Vũ. Ừ, thì nó chưa đi. Nó còn dính cái con. Nè, đang con nữa mà. Ủa đâu tự nhiên có con đó vậy? Nó bò đâu, nó bò ra đó. Ồ, trụ quá trời luôn kìa. Đây trong này quá trời luôn nè. Con bẹ này có nè, đây còn dướng con hũ nè. Cái dao róc. Từ từ chặt nha. Rồi nó ăn hết luôn. Này khoảng hơn tuần nữa là đi nhiều. Thôi cứ moi ra đi. Chặt cái đó ra đi. Đây là chú Sáu các bạn. Chú Sáu mới đi đặt chú cúng nhôm về. Đặt được 5 con bự. Hôm nay được 5 con bự rồi chú Sáu. 5 bự, 5 nhỏ. Ghê yeah, các bạn, dữ ghê. Trời ơi, con này chào bá lửa luôn nè. Chụp cái lồng luôn. Lồng phải chơi sắt sáu như này các bạn, nó mới chịu nổi. Lồng hết cái bự. Lồng phải bự chứ sao? Lồng bự, cái chuột khi bước vô nó cái bẫy nó không có gặp kình cái bẫy nó chui vô nó ăn. Dạ. Mà lồng nhẹ quá thì bước vô gặp kình cái bẫy cái chuột nó dội ra. Dạ. Đẻ hả? Bự bự hả? Cái được không? Đạt được 5 con như này là cũng là gọi là một ngày thành công rồi các bạn. Chứ đặt nó không phải đơn giản đâu, đặt chuột cống nhôm này khó lắm. 7 chuột vàng, chuột gạo thì nó dễ lắm, nhưng mà 7 chuột cống nhôm này là canh cực lắm. Phải kiếm cái đường mòn đúng cái chuột cống nhôm nó cơ. Chứ không phải chuyện mà mình cứ đặt đại là dính đâu các bạn. Sáu ăn gì chưa? Ở kia lát làm cơm ăn cơm luôn. Hả? Thôi đi về nhà thôi. Làm gì ạ? Đây mấy con dừa các bạn, thì mình có dừa sạch sẽ rồi, ngâm dừa hết rồi. Giờ ngấp cho anh em mỗi bàn mấy con gì đó. Chúng ta ăn vui thôi. Chứ thật sự nhiều không có. Rồi em bưng về đi, mỗi lát vô lấy thêm nha. Mỗi bàn em trẻ một chén nha. Hey,
bắt đâu. Đây mấy anh em mới bắt á. Này giờ này anh chị dùng thử ạ. Rồi ok. Dạ, dạ, dạ. Nói chung là mình cũng thử lên thôi chứ anh. Dạ anh cứ thử đi con ăn ngon lắm, ăn nó béo lắm à. Không mà ít quá cứ ăn đủ. Dạ, mỗi bàn thì cũng bắt được một ít thôi à. Dạ. Mỗi bàn chỉ dạ. Chú coi nó cần gì vậy chú? Quán đại anh. Quái thú quái thú. Dạ. Sẵn bánh chè hả? Đuông dừa. Đuông dừa. Để ăn nguyên đi. Không, để anh đi câu. Sao anh? Nguyên đi. Sao anh? Để anh nguyên đi. Làm mồi anh câu chứ. Làm mồi anh câu à. Anh nói vậy làm công để mà sáng em hạ nguyên cây dừa bắt được có 4-5 con nó tặng anh. Em là đi ăn đuông dừa đó. Vậy chứ sáng giờ anh em đi bắt đuông dừa được có mấy con thôi. Thì mời mỗi bàn ít con vậy để ăn cho vui. Xí 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 xí. Con này ăn thì nó béo lắm. Anh em rửa sạch sẽ ngâm hết rồi. Thầy mới bắt xuống nó ngâm qua một miếng nước muối xong rồi mới cho nó tắm vậy đó. Sạch sẽ hết rồi anh em ăn rồi thoải mới. Giờ thì anh chỉ cầm lên anh để ngay đầu cắn bụp. Đây là anh Đông. Đây là lần đầu tiên anh ăn. Cắn bỏ cái đầu lên. Bỏ đầu hả? Đúng rồi, anh cầm cái đầu đó. Cầm vậy đó. Cho đó chứ là chú Huyền. Có còn làm mấy chén nữa. Cho đó chú Huyền. Ừ, ngay dữ vậy. Ừ, nó dài. Ừ, ngon rồi. Miếng ớt đây nè, mới trong đây gấp đây nè, chưa gấp. Béo 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 anh. Nhai nó béo. Rồi rồi, ngon không? Ngon không? Là mạch cảm giác coi, cảm giác mạch sao ơi. Béo béo. Này giờ phỏng vấn rồi cho anh cái cho em biết cái cảm nghĩ của anh bây giờ lúc này anh. Nó sao anh? Sao căng thẳng quá anh. Nó dài dài mà nó cái giòn giòn đó. Nó có mùi vị như nào anh? Mùi mắm. Mùi mắm à? Mắm có mùi sữa không? Đó, mùi có mùi cốt dừa không anh? Nhẹ. Nhẹ hả? Ok, cái này nó ăn chủ yếu là củ dừa cho nên là ăn nó béo lắm. Ăn nó béo. Đúng rồi, món này món đặc sản của quán đúng không? Hơi bị giòn. Không, lâu lâu mới có. Không, cái này là từ tụi em đốn rồi chủ nhật á, thứ bảy chủ nhật rồi tụi em tặng bữa bàn, em để qua bên bàn này. Đặt xuống. Anh có ăn món này bao giờ chưa, đuông dừa? Để đây hay được không? Được. Dạ dạ dạ. Em để ở dưới mỗi bàn một chén đi em. Không, cái con nó ăn và nó béo lắm à. Đây là quán mình đãi anh. Hồi sáng tụi em có chặt dừa á, bắt được mấy con đuông á. Mấy anh chị ăn thử á. Con. Đuông dừa không? Cái tay cầm cái đầu nó đúng rồi. Đâu anh ăn thử rồi. Cầm cái đầu nó rồi rứt cái đầu nó ra, bỏ vô miệng rứt cái đầu nó ra. Nó béo dữ lắm. Sao anh? Béo anh. Thở rồi. Làm con luôn anh. Làm con nữa. Làm con nữa anh. Chơi để đã. Ăn ngồi kiền á. Ăn ngồi không có nữa đâu ăn. Không có đâu ăn. Đã. À, tuyệt vời. Người mình nó lộn rộn rần rần rần. Ăn cắn vô cái người rần rần hết luôn. Tuyệt vời.